Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Hiện nay giá nhiên liệu, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao dẫn đến nguồn cung với các loại vật liệu xây dựng như xi măng, thép khan hiếm. Dự báo trong quý 2 và các quý tiếp theo sẽ có sự tăng giá đối với các loại vật liệu này. Việc liên tục tăng giá là diễn biến vượt ngoài khả năng dự báo và tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư xây dựng, việc thực hiện các hợp đồng xây dựng, nhất là các hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng chọn gói. Tại một số gói thầu, dự án có hiện tượng nhà thầu thi công cầm chừng, cá biệt có trường hợp dừng thi công. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích nuôi tôm cả nước hiện đạt trên 740.000 ha, sản lượng đạt trên 900.000 tấn một năm, riêng sản lượng tôm sú đạt trên 250.000 tấn, đứng đầu thế giới. Dù diện tích tôm chỉ tăng khoảng 1,5% một năm, nhưng sản lượng tôm lại tăng mạnh 10% một năm. Thị trường khởi sắc cộng với khả năng sản xuất tốt được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm tôm Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại các thị trường xuất khẩu. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ kết thúc tuần giao dịch được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.106 đồng một đô la Mỹ, tăng nhẹ 5 đồng so với kết tuần trước, với biên độ cộng trừ 3%. Tỷ giá trần mà các ngân hàng đang áp dụng là 23.801 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.401 đồng một đô la Mỹ. Tỉnh Kiên Giang tập trung quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, nên liên tiếp trong quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022, không có tàu cá của ngư dân vi phạm IUU. Đến thời điểm này, tỉnh cơ bản đã ngăn chặn được tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi cuối năm 2021. Tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng lộng và trách nhiệm của chính quyền các địa phương có tàu cá vi phạm. Phối hợp với vùng cảnh sát biển 4, vùng 5 hải quân, chi cục kiểm ngư vùng 5, hải đoàn 28 bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chống IUU tại vùng biển khơi Kiên Giang và vùng biển trồng lấn chưa được phân định giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Học bổng gieo mầm tri thức được trao cho 285 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các suất học bổng là những chiếc xe đạp, máy tính bảng, góc học tập cùng nhiều đồ dùng học tập khác. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, chương trình còn trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bến Tre và Nghệ An với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Ra đời từ năm 2018, học bổng gieo mầm tri thức do báo Tuổi Trẻ khởi xướng đã trao hơn 2.000 suất học bổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng cho các em học sinh khó khăn vùng sâu vùng xa. Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ phần nào cho các em mà còn là món quà tinh thần tiếp sức các em vững bước trên con đường học vấn, hiện thực hóa ước mơ giúp ích cho xã hội, cho đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ký ban hành công văn về việc hủy bỏ chủ trương lập quy hoạch dự án khu đô thị mới kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Cam đối với công ty cổ phần tập đoàn FLC. Theo đồ án quy hoạch khu đô thị mới kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Cam có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.775 ha, nằm ở phía tây bắc thành phố Đồng Xoài, gồm các hạng mục trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm thể dục thể thao, khu biệt thự, nhà ở liền kề, làng văn hóa các dân tộc, trung tâm công cộng, bệnh viện nghỉ dưỡng. Ngoài ra, khu đô thị còn có tổ hợp trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, resort 5 sao kết hợp sân golf. Trước đó, năm 2018 và 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã thuận chủ trương cho phép công ty cổ phần tập đoàn FLC tiến hành khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch dự án khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Cam tại phường Tân Phú và xã Tiến Thành. Ngày 16 tháng 4 tại công viên Tứ Tượng, thành phố Huế, ban tổ chức Festival Huế 2022 khai mạc lễ hội Diều Huế 2022. Lễ hội Diều với chủ đề Những cánh bay Việt Nam nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ Festival Huế 2022 nhằm góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống làm diều của Huế, đồng thời thu hút du khách, tạo sân chơi và cơ hội thưởng lãm cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật rối trên không. Diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4, lễ hội Diều Huế với nhiều hoạt động đặc sắc như không gian trưng bày với hơn 80 con diều đủ các chủng loại diều truyền thống được lắp đặt tại công ty viên Tứ Tượng. Hoạt động hướng dẫn làm diều diễn ra dành cho học sinh, thiếu nhi và du khách muốn trải nghiệm. Bên cạnh đó, biểu diễn thả diều sẽ được tổ chức tại khu vực Phu Văn Lâu và quảng trường Ngọ Môn vào các buổi chiều với sự tham gia của các câu lạc bộ diều khắp ba miền. Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào chương trình năm 2023. Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5, dự kiến thông qua 9 dự án và cho ý kiến 4 dự án. Tại kỳ họp thứ 6, dự kiến Quốc hội thông qua 4 dự án và cho ý kiến 2 dự án. Chính phủ cũng đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2022 với 27 dự án, tăng 14 dự án luật so với chương trình đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Đáng chú ý, chính phủ đề nghị lùi thời hạn chỉnh dự án luật đất đai sửa đổi
đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án luật. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án luật đất đai sửa đổi, nhưng không đề xuất thời hạn lùi cụ thể. Đây là dự án luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm và đã được đưa vào chương trình từ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 vào tháng 5 năm 2019. Sau đó phải điều chỉnh nhiều lần này là đề nghị điều chỉnh lần thứ 4. Lý do của Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình là đợi Hội nghị Trung ương thứ 5 xem xét tổng kết Nghị quyết số 19, Nghị quyết Trung ương, không phải là vấn đề mới. Khi Quốc hội xem xét, đưa dự án vào chương trình cũng đã cân nhắc về vấn đề này. Do đó, các đại biểu đề nghị chỉ nên lùi một kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến về dự án luật này tại kỳ họp thứ 4 và vẫn xem xét thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp. Các đại biểu cũng lưu ý Chính phủ các bộ ngành tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác lập và triển khai thực hiện chương trình trong thời gian tới, đảm bảo chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Thưa ông đánh giá như thế nào về thực trạng một số loại cây trồng thỉnh thoảng bị thổi giá lên quá cao so với giá trị thật của nó? Điều này có thể thấy rằng là cái việc mà thông tin đến người dân cũng như những người dân khi mà họ thực hiện một cái đầu tư trong sản xuất hoặc đầu tư kinh doanh một cái loại cây trồng gì đấy, hầu hình như họ không quan tâm cái nhu cầu thị trường cũng như cái giá trị thực của cây. Cái sự cả tin, cái tâm lý đám đông đã đem lại những cái hậu quả mà trước mắt là hậu quả của những người thực hiện những cái việc đấy. Vâng, với cây hoa bạch hải đường thì nó có vị trí như thế nào trong danh mục các cái loại cây trồng của ngành trồng trọt thương? Cây hoa bạch hải đường thì nó không thuộc cây trồng chính. Nó là một loại cây hoa cây cảnh bình thường. Đến thời điểm này chưa ghi nhận cái sự gọi là giá trị gì, công dụng đặc biệt, cũng như là sự khan hiếm, cũng như là cái giá trị gọi là về mặt đặc sắc của cây này. Vâng, trước thực tế này thì ông có khuyến cáo như thế nào đối với những người đầu tư kinh doanh các cái loại cây trồng, đặc biệt là cây hoa cây cảnh? Có thể nói rằng là tôi đề nghị là trước khi đầu tư vào một cái loại sản xuất kinh doanh, một loại giống cây trồng nào đó, thì bản thân những người đầu tư bỏ tiền ra, họ phải có những cái tìm hiểu về cái cây trồng đó, cái giá trị đích thực sự của cây trồng đó, cái nhu cầu thị trường như thế nào để có những cái đầu tư phù hợp. Và cần những cái thông tin đấy thì có thể họ tự tìm hiểu, hoặc có thể họ liên hệ với những cái cơ quan quản lý nhà nước có thể cung cấp những cái thông tin đầy đủ trước khi họ ra một cái quyết định đầu tư, để đảm bảo cái sự đầu tư đấy là hiệu quả, an toàn. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Tiếp sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ được phát trên truyền hình, Tổng thống Putin cho biết các nước EU đang đề cập đến việc cắt nguồn cung năng lượng từ Nga, làm tăng giá và gây bất ổn thị trường. Do đó, Nga cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trên cơ sở việc cung cấp năng lượng cho phương Tây trong tương lai sẽ suy giảm. Mặc dù Nga sẽ tiếp tục duy trì hướng xuất khẩu mà nước này tiến hành trong những năm gần đây, song sẽ từng bước chuyển hướng sang các thị trường phát triển nhanh ở phía Nam và Đông của Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ bắt tay vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt các đường ống dẫn dầu và khí đốt, đồng thời tìm phương án thay thế cho hoạt động nhập khẩu thiết bị sản xuất dầu mỏ và khí đốt. Theo trưởng đoàn đàm phán Iran tại Viên, ông Mohammad Reza Gebi, IAEA không có quyền truy cập dữ liệu trong bộ nhớ của các camera được lắp đặt tại các địa điểm hạt nhân của Iran. Những dữ liệu liên quan đó sẽ do Iran lưu trữ và không được cung cấp cho IAEA cho đến khi Tehran quay trở lại thực hiện thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ngoài ra, quan chức này cũng cho biết Iran đã thông báo cho IAEA về kế hoạch di chuyển các thiết bị tại một nhà máy ở Karachi tới nhà máy Natanz bởi nhà máy này không còn hoạt động an toàn sau một hành động phá hoại vào tháng 6 năm ngoái. Theo thỏa thuận với Iran cách đây một năm, IAEA không được tiếp cận các dữ liệu mà camera cũng như các thiết bị giám sát khác thu thập được tại một số địa điểm như khu xưởng sản xuất các linh kiện của máy ly tâm. Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết sự lựa chọn này được đưa ra sau một quá trình tham vấn và đã được tất cả các thành viên chính phủ Singapore tán thành trong cuộc họp kín của đảng vào tối ngày 14 tháng 4.
Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ tin tưởng rằng ông Wang và đội ngũ của mình sẽ tiếp tục cống hiến hết sức mình cho đất nước và người dân Singapore. Tuyên bố về việc lựa chọn Bộ trưởng Wang là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân được đưa ra một năm sau khi Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt thông báo quyết định từ bỏ vai trò lãnh đạo nhóm, mở đường cho một chính khách khác trẻ tuổi hơn để lãnh đạo đất nước khi Thủ tướng Lý Hiển Long nghỉ hưu. Ông Wang là Bộ trưởng Tài chính từ tháng 5 năm 2021, hiện cũng là đồng chủ trì lực lượng liên bộ đặc trách chống Covid-19 của Singapore. Trước đó, ông từng kinh qua các chức vụ Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên và Bộ trưởng Giáo dục Singapore. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết tới đây sẽ có những điều chỉnh đối với các vị trí trong nội các. Theo ông, quyết định về việc chuyển giao này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Singapore. Điều này thể hiện sự tiếp nối và ổn định trong tầng lớp lãnh đạo, vốn là điểm nổi bật trong hệ thống chính trị của quốc gia này. Nguyễn Thúy, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Singapore. Hình ảnh từ camera an ninh từ ngày 5 tháng 4 đã ghi lại cảnh rượt đuổi ở ngoài khơi cách thành phố biển Puerto Vallarta khoảng 54 hải lý. Một nghi phạm đã bị bắt giữ. Đối tượng này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Đây là đợt truy bắt mới nhất của lực lượng chức năng Mexico kể từ tháng 3 năm 2022, thời điểm cảnh sát nước này thu giữ được 5,8 tấn ma túy đá. Đây là lượng ma túy lớn nhất được thu giữ ở Mexico kể từ tháng 12 năm 2018 đến nay. Nga đang muốn mở rộng phạm vi sử dụng đồng rúp trong các hoạt động xuất khẩu hàng hóa của mình, ngoài cả khí đốt. Thông báo được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra hôm qua và được xem như biện pháp nhằm giúp Moscow đối phó với các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây. Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cách tiếp cận có phương án và từng bước nhằm tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong các hoạt động thương mại. Tuy nhiên, hiện còn quá sớm để Nga đưa ra thời hạn cũng như chi tiết cụ thể cho việc này. Trước đó, Tổng thống Putin từng khẳng định Nga sẽ gia tăng đáng kể tỷ lệ thanh toán bằng đồng rúp đối với các đối tác nước ngoài và công tác chuẩn bị cho hướng đi này đang được tiến hành. Trong đó có việc cải tổ thị trường tiền tệ trong nước để đáp ứng yêu cầu tự do chuyển đổi giữa các đồng ngoại tệ với đồng rúp của Nga. Hiện tại, Nga mới chỉ áp dụng quy định thanh toán bằng đồng rúp đối với các đối tác từ những nước không thân thiện mua khí đốt của Nga. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết một số nước đã chấp nhận với điều kiện thanh toán này nhưng không công bố thông tin chi tiết. Trong chuyến thị sát công tác trùng tu tại nhà thờ Đức Bà Paris hôm 15 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá cao vai trò của đội ngũ các chuyên gia và công nhân tham gia hồi sinh công trình có ý nghĩa này của Paris. Tôi rất phấn khởi khi chứng kiến tiến độ công tác trùng tu. Trong giai đoạn khó khăn, đây chính là minh chứng cho niềm hy vọng. Nhà thờ Đức Bà sẽ sớm trở lại. 3 năm sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng, nhà thờ Đức Bà Paris hầu như đã sạch lớp bổ hóng dày nhờ nỗ lực không mệt mỏi của rất nhiều người trong cuộc chạy đua với thời gian để kịp mở cửa trở lại công trình này cho Olympic năm 2024. Sau công tác dọn dẹp những đống đổ nát, gia cố lại những phần kiến trúc trụ, dỡ bỏ lớp bổ hóng đến từ 450 tấn chì bị đốt cháy của cấu trúc tòa nhà, giai đoạn kế tiếp là phục hồi mái vòm gỗ và dàn dương cầm cũng như tháp nhọn. Đội ngũ chuyên gia hy vọng sẽ hoàn tất được công trình này vào giữa năm 2023. Biondo and Gariglio, nổi tiếng ở Rome, đã bận rộn nhiều ngày nay để phục vụ khách hàng tới mua những quả trứng phục sinh truyền thống. Còn trên những con phố, du khách đã trở lại và thành phố Rome lúc này mới như thực sự hồi sinh khi nhịp sống đang dần sôi động như trước. Phục sinh, đây mới thực sự là lúc họ cảm nhận mùa xuân đang về, mang theo rất nhiều hy vọng hồi sinh cho thành phố. Khi được hỏi liệu Mỹ có rút lại các lệnh trừng phạt Nga nếu Moscow và Kiev đạt được một thỏa thuận hay không, ông Sullivan nhấn mạnh phần lớn điều này phụ thuộc vào hình thức và phạm vi của thỏa thuận ngoại giao giữa Nga và Ukraine, cũng như phụ thuộc vào những gì phía Ukraine tham vấn với Mỹ và châu Âu để đi đến thỏa thuận đó. Nếu một số biện pháp nới lỏng trừng phạt được xây dựng dựa trên một giải pháp ngoại giao đáng tin cậy nào đó do Ukraine dẫn đầu, thì đó là điều mà Mỹ sẽ sẵn lòng thỏa thuận. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Phía Nga cũng từng thừa nhận tình hình hiện nay đã gây ra những khó khăn nhất định cho nước này, song khẳng định Moscow có mọi nguồn lực và khả năng để nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế.
Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký Guterres cho biết đã bắt đầu các nỗ lực ngoại giao với Nga và Ukraine từ đầu tháng 4 nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn để sơ tán người dân khỏi các khu vực chiến sự. Tuy nhiên, khả năng về một thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm hiện tại, theo ông Guterres là không khả thi. Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB nhanh chóng hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo đang gặp khó khăn kinh tế do tác động của cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Theo tính toán, hiện có gần 70 quốc gia, trong đó 1/3 là các nước châu Phi, đang bị thiếu lương thực, khí đốt và cả tài chính. Đúng như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nói, không thể để người dân vô tội bị mắc kẹt trong chiến sự, không thể để người nghèo phải gánh chịu hậu quả những thảm họa mà không hề gây ra. Hy vọng một lệnh ngừng bắn tại Ukraine sẽ sớm đạt được. Đồng thời, cộng đồng quốc tế cùng nhau nỗ lực đảm bảo nguồn cung lương thực và năng lượng để các nước nghèo hơn không bị bỏ lại phía sau khủng hoảng như hiện nay. Khắc Hiếu, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc, New York. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy PPI của nước này đã tăng 1,4% trong tháng 3, mức tăng cao nhất kể từ tháng 12 năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu do giá nhiều nguyên liệu quan trọng đều tăng, như giá năng lượng tăng 5,7%, giá nguyên liệu hàng hóa và thực phẩm tăng hơn 2%. Báo cáo cũng cho biết, trong 12 tháng tính đến hết tháng 3 vừa qua, chỉ số PPI của Mỹ đã tăng hơn 11%, cũng là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ năm 2010. Trước đó một ngày, Bộ Lao động Mỹ cũng công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này trong tháng 3 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong 40 năm. Những tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine rõ ràng đang gây ra những tác động lớn đối với nền kinh tế và người tiêu dùng Mỹ, buộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sẽ phải sớm tăng lãi suất cũng như cắt giảm các chương trình mua tài sản. Phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức, Bộ trưởng Janet Yellen nhấn mạnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đẩy giá lương thực, năng lượng và một số kim loại tăng cao, làm trầm trọng thêm những áp lực lạm phát, và điều này có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, bà Yellen cũng cảnh báo về nguy cơ suy thoái tại châu Âu, nơi dễ bị tổn thương do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga. Riêng đối với Mỹ, bà Yellen cho biết Mỹ có một nền kinh tế và thị trường lao động khỏe, nhưng cũng không tránh khỏi áp lực về tiền lương, lạm phát và tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Bà Yellen đưa ra những cảnh báo trên trong bối cảnh dư luận Mỹ gần đây cũng đã lên tiếng về nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng trên thế giới do hệ lụy từ cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Theo đó, khoảng một nửa số ngô mà Ukraine dự kiến xuất khẩu trong mùa vụ năm nay sẽ khó đến được tay người mua hàng, báo hiệu nguy cơ gián đoạn nguồn cung trên thị trường ngũ cốc. Theo số liệu thống kê, sản lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine và Nga chiếm khoảng 1/4 kim ngạch thương mại ngũ cốc toàn cầu, đạt giá trị khoảng 120 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu họp báo tại thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian nêu rõ, hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về cách thức và thời điểm giải phóng các nguồn quỹ bị phong tỏa của Iran. Một phái đoàn từ quốc gia liên quan đã đến Tehran hôm 12 tháng 4 để kiểm tra việc triển khai thỏa thuận trên và cũng đã có cuộc gặp các quan chức Ngân hàng Trung ương và Bộ Ngoại giao Iran. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, thỏa thuận vừa đạt được có liên quan đến khối tài sản trị giá hơn 7 tỷ đô la Mỹ của Iran. Hiện Iran đang có hàng chục tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa tại một số nước sau khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran từ tháng 5 năm 2018. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum cho biết chính phủ nước này đã quyết định sẽ dỡ bỏ tất cả các quy định về giãn cách xã hội trừ việc bắt buộc đeo khẩu trang như hiện nay. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng điều chỉnh cấp độ dịch bệnh COVID-19 từ cấp 1 xuống cấp độ 2 trong tháng 3 cấp độ từ ngày 25 tháng 4, trong đó cấp độ 2 tương đương mức độ trung bình. Như vậy, kể từ ngày 18 tháng 4, các hạn chế đang áp đặt hiện nay như giới hạn giờ kinh doanh của các nhà hàng, quán cà phê đến 24 giờ đêm, tụ tập riêng tư tối đa 10 người, sự kiện tụ tập tôn giáo cũng như quy định sử dụng tối đa 70% công suất các địa điểm biểu diễn sẽ được bãi bỏ. Việc ăn uống tại các cơ sở công cộng như rạp chiếu phim, phòng biểu diễn sẽ được phép từ ngày 25 tháng 4. Đối với quy định đeo khẩu trang, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét tình hình để đưa ra quyết định sau 2 tuần triển khai quy định mới. Tuy nhiên, Thủ tướng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ cho phương án đối phó tức thời với nguy cơ dịch bệnh có thể tái diễn một lần nữa. Hàn Quốc bắt đầu áp đặt các biện pháp phòng dịch từ ngày 22 tháng 3 năm 2020.
Với quyết định mới này, người dân xứ sở Kim Chi sẽ chính thức quay trở lại với đời sống thường nhật, kết thúc 757 ngày khó khăn khi phải thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang. Cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp dự phòng để sẵn sàng đối phó nếu tình hình diễn biến không thuận lợi như tình huống của tháng 11 năm 2021. Khánh Vân, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Seoul. Theo Bộ Y tế Lào, người nhập cảnh Lào cần có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu, trong khi người từng khỏi COVID-19 chỉ cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Khách du lịch khi đến Lào chỉ cần xét nghiệm nhanh. Nếu có kết quả âm tính, du khách có thể nhập cảnh mà không cần cách ly. Còn người có kết quả dương tính sẽ được đánh giá triệu chứng để cách ly tại khách sạn nếu ở thể nhẹ hoặc đưa đi điều trị tại cơ sở y tế nếu ở thể nặng. Bộ Y tế Lào cho biết đang đề nghị các sân bay, cửa khẩu đường bộ chuẩn bị địa điểm xét nghiệm, hệ thống xử lý rác thải để đáp ứng cơ chế mới. Trong cuộc họp bất thường mới đây, chính phủ Lào đồng ý về nguyên tắc đề xuất mở cửa đất nước đối với khách du lịch. Theo giám đốc các chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan, sẽ là sai lầm nếu cho rằng khi đại dịch COVID-19 dần hạ nhiệt và trở thành bệnh đặc hữu, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Theo ông Ryan, COVID-19 chưa hề thuyên giảm hay trở thành căn bệnh theo mùa, mà dịch bệnh này vẫn gây biến động và có khả năng dẫn đến các đợt dịch lớn. Quan chức WHO cũng nhấn mạnh, bệnh đặc hữu không đồng nghĩa với việc mọi thách thức sẽ chấm dứt, đồng thời đưa dẫn chứng bệnh lao và sốt rét là những căn bệnh đặc hữu vẫn khiến hàng triệu người tử vong mỗi năm. Ông Ryan cảnh báo nếu tỷ lệ tiêm chủng giảm như đã từng xảy ra với việc tiêm vaccine ngừa bệnh sởi, các đợt dịch có thể bùng phát trở lại. Mặc dù hồi tuần trước, WHO ghi nhận số ca tử vong liên quan bệnh COVID-19 xuống mức thấp nhất kể từ đầu dịch, song ông Ryan cho rằng con số tử vong này vẫn tương đối cao, do đó ông kêu gọi các nước tiếp tục nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với làn sóng dịch mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.